Giới tư vấn bán hàng Volkswagen tại Việt Nam đang đồng loạt thông báo nhận đặt cọc Teramontic với giá dự kiến 2 tỷ 168 triệu. Xe dự kiến ra mắt ngay trong tháng này và được bàn giao tới tay khách hàng trước Tết Nguyên Đán. Lô đầu tiên có 30 xe. Như vậy, mẫu xe này sẽ cùng Terramont giá ưu đãi hiện tại 2 tỷ lẻ 99 triệu cạnh tranh với Hyundai Palisade và Ford Explorer. Terramont X là phiên bản thiết kế lại của Atlas Cross Sport do SAIC sản xuất riêng cho thị trường Trung Quốc. Xe được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2019, và đến tháng 7 năm 2022 có phiên bản nâng cấp giữa vòng đời facelift. Volkswagen Terramont bán tại Việt Nam là phiên bản mới nhất. Hình dáng SUV Coupe của Volkswagen Terramont giống hệt bản gốc Atlas Cross Sport, với trần xe vuốt thấp, về phía sau. Thiết kế phía trước gây ấn tượng với đèn pha LED ma trận 2 tầng, tích hợp đèn định vị ban ngày LED hình chữ L, vì hướng đến người trẻ. Terramontic loại bỏ hết các chi tiết trang trí mạ chrome, thay vào đó là màu đen hướng đến phong cách mạnh mẽ và thể thao. Giải đèn và logo trên mặt ca lăng phía trước có thể phát sáng. Ở phía sau, cụm đèn hậu hai bên có thiết kế nối liền với nhau bằng phần ốp màu đen bóng. Logo cũng có khả năng phát sáng. Cản sau thiết kế hầm hố giống cản trước, kết hợp cặp ống xả giả. Trên bản cao cấp nhất trang bị bộ mâm The lai, kích thước 21 in và cùm phanh màu đỏ xe phát triển dựa trên nền tảng MQB nổi tiếng của tập đoàn Volkswagen, với chiều dài 4.917mm, chiều rộng 1.989mm, chiều cao 1.729mm và chiều dài cơ sở 2.980mm. Nếu so với Terramon, thì Terramon tích ngắn hơn 180mm và thấp hơn 48mm. Xe chỉ có 5 chỗ ngồi. Nội thất hiện đại hơn hẳn so với Terramon đang bán ở Việt Nam. Một số trang bị nổi bật có thể kể, đến bảng đồng hồ dạng màn hình kỹ thuật số 10.25 in, màn hình giải trí trung tâm 12 in, hệ thống âm thanh 12 loa Harman các đông, hiển thị thông tin lên kính lái hát, phanh tay điện tử, sạc không dây, đèn trang trí nội thất 30 màu, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp đóng mở điện có cảm biến đá chân. Về công nghệ an toàn, giới tư vấn bán hàng hé lộ mẫu xe này sẽ có ga tự động thông minh, camera 360 độ, cảnh báo va chạm, phanh tự động, hỗ trợ đỗ xe tự động. Hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo mất tập trung, cảm biến trước sau và cảnh báo va chạm khi mở cửa. Tại thị trường Trung Quốc, Volkswagen Teramontic có hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng tăng áp 2 lít, cho công suất 217 mã lực và mô men xoắn 350 Nm. Thứ hai là động cơ xăng tăng áp V6 dung tích 2.5 lít, cho công suất 295 mã lực và mô men xoắn 500 Nm cả hai động cơ đều đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DSG và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4 motion. Phiên bản sử dụng động cơ V6 2.5 lít có khả năng tăng tốc không đến 100 km trong 7.2 giây. Tuy nhiên, với giá bán dự kiến 2 tỷ 168 triệu tùy chọn động cơ trên TerraMontic bán, ở Việt Nam, nhiều khả năng sẽ là loại xăng tăng áp 2 lít.